Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip của mình, tiếp tục series ăn theo thứ tự. Thì hôm nay chúng tôi sẽ ăn bún riêu cua trứng vịt lộn nha các bạn nhé. Thì không có nhiều người nhất sẽ được ăn đầu tiên, còn vẫn theo thứ tự thôi, và người nhất sẽ nhận được 1 triệu người tôi. Ok. Các bạn ơi, thì hôm nay là trò khoanh số thì tôi lại phải nhờ côn với Hiếu gánh, chết thôi các bạn ơi, hay để bảo vào vậy tôi. Còn khoanh số này tôi chỉ khoanh được mấy số đầu đấy bạn ơi, về sau là hoa mắt nhìn thấy gì đâu. Nhưng không sao bạn ơi, vì một cái mục tiêu để cho thằng phòng nó bét mãi thì hôm nay tôi vẫn phải cố gắng như vậy nhá. Rồi các bạn ơi, vẫn như thế thôi hả? Mọi người vẫn như thế hả? Các bạn ơi, hôm nay tôi phải cố gắng nhất hoặc nhì các bạn. Không, thậm chí xuống 3 thì không thể nào mà bét được nhá các bạn nhá. Mục tiêu của anh em tôi là vẫn phải cho thằng phòng nó về bét thôi, chứ không thể nào cho nó về nhì về nhất được nhá các bạn nhá. Hít. Thì ba ông kia lúc nào cũng dìm tôi đến tận đáy thì hôm nay tôi sẽ ngoi lên bờ và dìm bao kia xuống nhọn nhá. Thì không có nhiều, tôi sẽ giữ lại 1 triệu mốc. Thì mọi người cứ bảo là quanh số thế này thế lọ, thì hôm nay tôi sẽ cho mọi người mỗi người tự viết một bảng trong đổi cho nhau để viết nhé bạn nhá. Thì mọi người đã viết xong phần thi của mình nhé, thì bây giờ sẽ đến phần bốc này, bốc xem ai vào tờ của ai nhé bạn nhá. Đây. Tôi là của Hiếu. Tốt. Côn. Thôi. Tôi là tôi của Côn rồi. Ui, em phòng viết ngay vào phòng. Tôi lại của tôi các bạn ơi. Tốt. Tôi là của Ngọt nhá, Ngọt đâu đây. Này của ai đây? Anh Côn này. Thôi. Tôi bao giờ của Côn này khác gì mặt giặc. Đây, đấy. Các bạn ơi, thế này tôi bây giờ tôi mạnh quá nhỉ. Thì tôi bây giờ tôi mạnh, nếu tôi mạnh là tôi không chấp, tôi lấy luôn tờ của anh Côn. Tốt. Đấy, ba ngoặt tờ của tôi nhé bạn nhé. Tốt. Chấp vét là tại sao à? Ừ, rồi. Tốt vét đừng có lý do à. Rồi, đấy. Bây giờ tôi mạnh nên tôi phải chơi ruột đấy các bạn này. Mày nghĩ mày mạnh mày không có nhiều, bây giờ tôi sẽ là người chơi đầu tiên luôn nhá. Okay. Luật chơi hôm nay là quay số, mỗi người sẽ có 4 phút nhé bạn nhá. Thì tôi sẽ là người chơi đầu tiên. Tốt. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. 1, 2, đây là 21 hay là 2, anh ấy nhìn thế nào đấy? 21 2 chết, nhìn chết. Hoa mắt đi. Phòng này, phòng thế này nhất được với là thử thách thật. Mày chết thật. Mày tập đố mày nhìn thấy số 3. Mày nhìn thấy số 3 thật. Tốt. Nhanh, vẫn nhanh lắm. 6 đâu? Anh ấy còn cướt. Lo à? 6 đâu? Em mà không nhìn thấy số 6 đâu rồi này. Giờ mà Côn bỏ là mày thua đấy. Côn đó, số 6. Số 8 thì ghi về tí này. Số 7 đây này. 6, 7, 8 này. Tốt. 9 này. Ừ. Đây là 10 hay 70? 70. 70 nó giảm. 10 kia. Mình nhìn thấy chưa 10 rồi. Cái nói em ơi, anh cứ bảo đấy đi. Đây là 11. Đây là 73 đấy. Đây là 73 à? Ừ. Số 7 khác đó. Bây giờ anh viết thế này thì đố em khoanh thế nào được 7 đây. 73 là gì? Rồi. Coi như cộng cho phòng 5. Đây là số nào? Đấy là gạch, số đấy, số gạch, số sai. Ôi, sợ rồi. 8 vừa mới gạch xong rồi. Đây là 8 gạch ở đây là đây này. Đây là gạch, còn số 1 kia là mày gạch, 17 kia là gạch. Bây giờ đến số 10. Rồi, sợ tốt. Các bạn ơi, anh Côn chữ xấu thật. Bây giờ đến 12. Đòn. 12, anh tốt. 10 nhìn ra anh 12 rồi, tôi nhìn thấy 12 rồi. 14 rồi. 12, tốt. 13, 14. Vẫn nhanh các bạn ạ. 15. Tốt. 17, 19, 16 đâu nhỉ? Sợ các bạn là chữ hình Côn xấu thật. Cái 16 rồi. 18 này rồi. 17, 18. Thế này là nhanh đấy. Côn giờ thời gian là gì? Các bạn ơi, thời gian nó chưa hết một nửa. 1 phút 49 giây. 20, 21, 22, 23, 24,
Giờ tiếp theo có đến số 5, 25. 25. Rồi, đã tìm đến số 25. Cũng khá là nhanh, các bạn thấy cái này, tôi nghĩ là phòng nó vẫn nhất. Không ngồi trước được. Nhất đấy thì chơi với tôi với Bảo. Thời gian các bạn ơi. Rồi, 2 phút 16 giây các bạn nhá. Thì mỗi một trận như này chúng tôi sẽ chơi 4 phút. 29 rồi. Bây giờ tìm số 30. Tôi đã nhìn thấy số 30 rất là đẹp, rất là xinh. Viết số đấy có khả năng đẹp nhất trong cái bảng này, thật. Thật. 30 đẹp. Đấy. 30. Khá là đẹp. 31 cũng đẹp. 31 đây. Khó thật các bạn. À 31 đây rồi. 33 rồi. 32. 33. Kìa 34 tôi đã nhìn thấy. Đúng rồi. 34 35. Ờ các bạn ơi, thời gian là 3 phút. 37. Còn 1 phút cuối cùng cho phòng dãy ruộng các bạn ơi. Cũng khá là được nhiều đấy các bạn ạ. 1, 4, 2, 4, 3. Đến lúc 4, 4, 5, 4, 6. Nhanh phết đấy các bạn này. Đám tay rồi. 5, 4, 6, 4, 8, 4, 9. Ờ các bạn, thời gian là còn 30 giây cuối cùng. 50, 51, 52. Bây giờ là hoa rồi. 53, 54, 55. Tốt. 57 kia rồi. 56, 57, 58. Ôi, thời gian còn 20 giây cuối cùng các bạn nhá. Ủa, khá là nhanh các bạn ơi. Thế này chắc phải được hơn 60 số thật. 60 rồi. 60, 61, 62. Ui ở nhanh lắm các bạn ạ. 63 rồi. Rồi thời gian còn 2 giây cuối cùng. 59, 60, dừng. Hết rồi. Rồi các bạn ơi, tôi được 62 số nhé. 62 số các bạn ơi. Vẫn nhất thật. Vẫn nhất thật. Rất đấy là nhá, nhanh luôn. Đấy nha các bạn nhá. Thì tôi bây giờ tôi đã lấy cái chân tàu xấu nhất để chơi rồi nha bạn nhá. Bây giờ sẽ lên được băng ngọt chơi nhá. Băng ngọt sẵn sàng chưa? Rồi. 4 phút của băng ngọt bắt đầu. 0 1 2 đâu? Giờ đố gì thứ 2 3 4 5 đâu? Đố thằng nhìn thấy số 5. Thôi thế tôi lại quảng ngay số 5 à? 5 số 6 đấy. Chưa nhìn thấy đâu. 6 à? 7 đâu? Không 7 biết. Chưa nhìn thấy. Không biết. 8 đây rồi nhưng mà 9 đây rồi. 7 8 nhanh đấy. 9 Hôm nay 11 đâu? 10 Hôm nay bây giờ 11. Chưa à? Đối thằng nào nhìn thấy 12. Thấy rồi. Chưa nhìn thấy. Thấy 12, 12 to lù luôn. 2 này 13 này. Ui 36 giây đã 13 số nhỉ. 14 này. Cái này vẫn còn nhất 15, chắc nhỉ. Từ từ. 15, 16 đâu? Bảo nhiêu cái? 16. 17 đâu? 17 đâu? Thấy rồi đấy. 17 đây. 18. Thằng nào nhìn rộng có 18 cái? Có. 18. Tiếp đi 19 đi. 18, 19 đâu? 19 này. Hai ục. Đấy các bạn ơi, hôm nay vẫn còn nhanh thế mà. Không, không nhanh. Chốc mới dối. 20. Bây giờ đấy tầm này bắt đầu khó rồi. 20 đâu? 20 lại thiếu rồi. 21 đâu? Chưa nhìn thấy. 21. Thấy 21 rồi. 21. Kép. 22. 22 đâu? Kép nhiều lắm. Kép nhiều lắm á. 22 thấy rồi. 22. 23. 24 đâu? Trời ơi. Ở trong đấy. 24. Kép 25 đi Phong, nhìn nữa. 25 thấy rồi. 25 đây. 26 thấy rồi. Chưa nhìn thấy 26 đâu này. 25. Thời gian mới hết 1 phút 35 giây nhé. Mới còn dài lắm. Anh sáu đâu? Anh sáu đâu? Bạn là tầm này cuống rồi đấy. Cuống. Sáu đâu? Anh sáu đâu? Anh sáu rồi thấy rồi. Nhanh không? Anh sáu nhìn thấy rồi. Ui 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 ô nhỉ. Ô. Thiếu 26 à? Cứ mình cứ đi tầm này bắt đầu hoa mắt thế nhỉ? 26 thấy rồi đấy. Bây giờ bác ngoặt mất là 26 nhiều thời gian thật các bạn ạ. 26 đây. Đấy. Tốt. 27. Rồi. 28. 29 đâu? Tìm 29 ngay. Nhìn thấy rồi. Thằng nào mắt tinh tìm 29 ngay. 29 á. Rồi. 29 đâu? Bỏ rồi. Thằng này nó biết thiếu rồi. Chẳng không thiếu. Cháu ghi bây giờ thiếu đâu đấy. 30 thấy rồi. 30 chưa thấy đâu. Thấy rồi, 30 thấy rồi. 30 đâu? Không biết. À, thời gian tối hết 20 nhá. 31. Hôm nay mạnh hơn hôm giòn đi. 31, 32 đéo thấy đâu nhỉ? 32 thấy rồi. 32 thấy rồi. 32. 33 đâu? 33 vừa mới nhớ nhìn thấy đâu. Đừng nói, dối. 33. 34 đâu? Thấy rồi.
Nhìn thấy rồi. Bảo thì sẽ chẳng ở đâu. Ông không phải giả vờ. Mà từ ngay đây đi. Ngay đây thôi. Ta có 3 phút đã băng ngoài, à 4 phút băng ngoài được 50. 34 đâu? Đòn chưa xuống qua 34 sao? Chưa qua 34 rồi, giờ 34 sao không biết rồi cơ. 34, 35 rồi thấy rồi. May là 40 số. Đoạn 34 đấy, ui giời vuốt qua thế. Đấy, 35 đây, tìm bộ 36 đi. Không biết. 36. Rồi. 37 đâu? Tự đi mà tìm, tự ăn. Các bạn tìm đi. 37 thấy rồi. Nếu mà nhìn mắt tìm đi anh ấy. Xa này mày nhìn dễ này. 39 đâu nhỉ? Thấy rồi. Hỏi cái này anh hỏi cũng về 4-5 số rồi. Thôi anh, nói chung anh cái này không tự tin đâu. 39 đâu? 39 cạnh như số vừa bác tìm lâu nhất. Giờ gợi không... ý là thế thế nào nếu cái giờ... số tìm lâu nhất là bao nhiêu? Giờ không phải đấy. Nhìn thấy 40 đâu? 40 thấy rồi. 40 đâu? 40. Rồi. 41 đâu? Chịu, 41 chịu. 41 mình đẩy đâu? 2 giây cuối. Hết giờ. Hết giờ các bạn ơi. Vậy là qua 4 phút băng ngoặt được 39 số nhá. Thì qua phần thi của tôi được 62 số, băng ngoặt thì được 39 số. Thì bây giờ sẽ đến lượt anh Côn nhá. 4 phút anh Côn sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Tốt. 2 đúng. 2. Tốt. 3 phải đây không? Đúng rồi, chính xác. 4. Nhanh đấy, anh Côn nhanh đấy. 6. Ui. Đây là 9. Ồ. 6. 7 đâu? Bây giờ đi xuống 7 đấy. Có rồi, thấy rồi. 7. 8 đâu? 8. Ui, anh Côn nhanh đấy. 10. Ừ, đừng ngồi anh Côn. 11 đâu? 11. Ồ, thế này là ăn đấy. 12. Ngồi không có đồ là ăn đấy. Không, tí về sau nó mới lóa nữa. 14. Ôm mạnh thế. 15. 16, 17, 18 đâu? 15 đâu? 15. Kìa, 15 kìa nhìn 15 thấy cũng rất là nhỏ. Đúng không? 15, 16, 17. Cũng nhanh đấy. 18. Đừng ngồi anh Côn. 10, 19, 20. Anh Côn nhanh đấy. Chưa mới 1 phút đã 23 số rồi, nhanh đấy. Cứ 1 phút 20 số thế này hơn phòng và thắng phòng. Hơn thắng chắc. Nhưng mà về sau nó còn lóa cơ. Vẫn thua. 23 đâu. Còn vẫn thua 23 phòng rồi. Giờ 24. 24 đâu. 25 đâu. 26 đây rồi. 25 đâu? Rồi. Cũng nhanh lắm bạn ơi, mới 1 phút rưỡi. 29 đây nè. 28 đây nè. 27, 28, 29. Đây này của mình đây nè. 31, 33. Ui. 34 nè. Rồi các bạn, như vậy thời gian đã trôi hết một lửa, được 30 số như vậy nhé. 34 số rồi, có 3 số rồi. 34 đâu? Khó các bạn, thế này vẫn không vượt qua phòng. 34 đâu? Quá khó. Tốt. 36 đâu? 96 này. Kìa 36 kìa, tôi nhìn thấy không? Thấy rồi. 36, 37 đây. 38, 39. Tốt. 41 này. 40 là. Giờ mới hết 2 phút rưỡi các bạn. 40 đâu? 40. 41. Mạnh đấy. 43. 44, 45, 46. Sát thế, ghi sát thế. Cố lên, bây giờ thời gian đã trôi 3 phút. 47, 48. Bây giờ 10 số nữa, 10 số nữa là 10 số nữa là thắng đấy. Rồi bạn này, bây giờ đã 3 phút 7 giây rồi nhá. 50. Dễ đấy, mình cứ dễ đấy. 51 đâu? 51 đâu? Dễ nhỉ, nhiều khi dễ nhỉ. 51 đâu? Thời gian là còn 30 giây cuối các bạn ơi. Kịp bây giờ 8 số nữa là kịp là thắng. 53. Bây giờ đến 54 đấy.
là 253, đây là 253 này. Chết rồi, thiếu 55 đi. Khoanh cho 55 đi. 54 có rồi. Không có 54 rồi. Ừ, nếu mà có 5, nhưng có 54. Bây giờ tìm 54 đi. Thôi các bạn, thời gian còn là còn 10 giây nữa. 54 thấy rồi đấy. 54, 55, 56, 57. Kìa. 58. 59 đâu? 59. Hết giờ. Vậy các bạn ơi, vậy là qua 4 phút anh Côn được 59 số nhá. Thì bây giờ sẽ được chung cuối anh Hiếu nhá. Thế là cũng mạnh rồi. Anh Hiếu cuối cùng ngắm anh về gì? Chưa biết được. Rồi, 4 phút sẵn sàng chưa? Hiếu vẫn có cơ hội, Hiếu ơi, tập trung nhanh mà. 1 này mà bắt đầu. 0-0 nhá. 1 đúng rồi, chính xác. Rồi. Số 2 rồi. Tôi có viết số 2 đâu. Cái này là tờ tôi viết các bạn. Tôi sợ tôi không có viết số 3 ấy. Tốt. 5. 4 tốt. Cũng nhanh đấy, đừng đùa. 5 tốt Hiếu ơi. Giờ anh Hiếu nhất mới là loại đẳng cấp này. Không nhất được, không ngờ nhất được. Bây giờ vẫn vẫn mong là Hiếu có cơ hội thôi. 7 tốt Hiếu ơi. Đến số 8 em ạ. Là tìm số 8 đây. Chết rồi, tô 8 lẻ đơn lẻ kia mà không nhìn thấy. Tốt. Ừ, tốt. 8. 9 đâu? Các bạn lúc vào ở nhìn ở ngoài xa xa nhìn rất dễ đó. 9. 10. Tốt. Nó đi vào gần 11 nó nói. 12. Tốt. Úi giời, nhanh. Tốt, nhanh đấy. 15 thiếu rồi Hiếu ơi. 15, 15 anh nhìn thấy rồi, thấy rồi. 15 tôi nhìn thấy rồi. Đấy, đúng rồi. 15. 71 em ạ. Quanh 71. Không quên như thế, 77 đâu. 16 là đến 17. Kìa 18 nhìn thấy 18. 17 tận lên trên, ta gì 71 này nè. 19 đâu? Kìa bây giờ đến 18. Đâu, đến 18 à? 18 à? 18, 19. 20 đâu? Đang tìm. 20 tôi thấy rồi nha. 20 đây rồi. 20 nhìn thấy rồi. 20, 23 nhìn thấy hết rồi. 22 nhìn thấy hết rồi. 20. 21 rồi. Tốt, bây giờ 21. 21, 22 đây rồi. 21 đấy, thấy rồi. 21, 22. 23 đâu? Mình đang tìm, mình tên rồi. Giờ cái 23 nó ở góc kia đố tìm thấy thật. Toàn gì quá, mày di tay mày có nhìn được tay, theo tay đâu mà. 24 đâu? 24. Tốt các bạn ơi, cũng khá là nhanh các bạn ơi. Giờ thời gian mới hết gần 41 1 phút. 41 giây à? 41 giây à? 43, 42 giây rồi. 24. Đến 25. 25 rồi. 25 ngay đấy mà. 25. 26. Tiếp 27 em ơi. 28 đâu? Đang tìm, bình tĩnh. Bắt đầu tầm này bắt đầu rối rồi, bạn đang nhìn nhiều quá nó hoa hết à. 29. Giờ mới hết 1 phút 30 giây. 2 phút rồi, giờ giữ phải giữ 30. Vững phong độ này mới thắng được thế khó quá. 30 chưa? Rồi đúng không? 30 rồi, 31. 30 rồi. 31. Tốt. 32 đâu? Giờ đấy. Càng ấy nó càng rối. Cái số 3 anh viết nó hơi ấy đấy, hơi ngoẹo một tí nhá. Số 32, cái số 3 ấy. Đấy, tập trung đấy. Cứ có hai lần sau là thấy rồi. Ừ, số rồi. 3 nó hơi ngoẹo một tí. Đấy là... Số 3 nó hơi xấu một tí. Mất thời gian cái này thế nhỉ? 33 này rồi. 2, 33, 34. Tốt. Thôi này vẫn ăn. Đó mới hết 1 phút 43 giây. 36 rồi. Cố lên Hiếu ơi. 36. Vẫn mạnh mà, mình nhớ vẫn mạnh. 36 rồi. 37, 38. Rồi. 39 đâu? Tốt. 39. 40 ngày đấy. Đâu? 40 đâu? Gì qua rồi đấy? Gì qua? 40. Rồi. 3 phút đó lẻ 6 giây rồi. Là 3 phút. Không, các bạn ơi, thế là thôi Hiếu về 3 thì Hiếu ơi, thật. 42 đâu? Khó mày không 40. Qua được cái cung. Đấy. 42. 43 đâu? Thời gian là 3 phút 15 giây rồi các bạn nhá. Khả năng Hiếu là chỉ 43 được trên cạnh tầm được 50, 50 số thôi. Là căng. 44 đâu? 45, 46 anh thấy rồi. 45. Đây là 47 đây. 46 đâu? Bây giờ thì 46 cơ, 48 nhìn thấy rồi. 46, 47. Rồi, bây giờ 48 thì nó hơi nhỏ kìa, đố mới nhìn thấy. 20 giây để vượt anh Côn. 49. 50 ngay đấy đấy. 10, 51. Rồi, 52 đâu? 52. 53 đâu? Mà ngay trên. 53, 54. Rồi, tốt. Tốt. 55 đâu? Còn 5 giây cuối cùng. Không vượt, không vượt. 55 đâu?
Thôi hết giờ rồi các bạn nhá. 55 đây, 56 đây, 57 đây, 58, 59 khó. Rồi các bạn ơi, thì hôm nay cuộc thua quanh số thì tôi về nhất, anh cô về nhì, anh nhiều về ba. Ba ngoặt vẫn bét nhá, vẫn như cũ. Cuối cùng một phòng nó không nhất được cái các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, thì tôi đã cố tình tôi chọn cái xấu nhất để nhé các bạn nhá. Thì có nhiều bây giờ tôi sẽ vào ăn. Thì cuối cùng là sau 12 tập thì tôi ngồi vị trí thứ nhất các bạn này. Thì tốt. Bây giờ tôi lên cái đầu tiên các bạn này. Đầu tiên tôi sẽ ăn trứng chứ các bạn này. Đây anh em mình đây. Em ơi, em để bát đây làm gì? Đấy, mày nhìn cái bàn kia, phòng hôm nay nó nhất được, nó lại để cho mình ăn. Có khi còn không có cửa ấy. Bà đây, tôi còn 3 số nữa là bạn, 4 số nữa là thắng rồi. Đây, tôi cứ liệm trước 4 bàn trứng, tôi tính tiếp. Mới đầu hy vọng Hiếu với Côn thắng, Hiếu càng chơi càng tụt. Không, nhưng mà của anh Hiếu viết cho anh Côn nhìn dễ thật. Chả thế, anh ấy liền số luôn ấy. Em nhìn thế thật ra chọn cái Hiếu. Chọn cái Hiếu. Cứ bảo mình viết xấu, chọn cái xấu á, chính là mình viết lại thành đẹp. Đúng, chính là mình viết lại thành đẹp. Thế lúc đó anh bảo là đố anh lấy cái tờ này mới là nâng cấp. Mình viết nhỏ cho nên nó khoanh nó dễ đó, mình viết to lên thì nó mới nặn được, mình đúng sai lầm. Anh viết to số to đùng lên thì mời các bạn ăn nhá. Số mà thưa như cách xa nhau. Thì số 23, số 2 đầu một đầu, 23 tận đầu cuối. 27 à? Còn nay ngày xưa cũng phải đi vào trường đại học thể dục thể thao này. Em ơi, chịu. Trước tí làm thầy giáo các bạn. Thầy giáo dạy gì? Thể dục. Đấy, trường đấy là chuyên đào tạo sư phạm mà. Được. Cùng giờ thầy giáo rồi, cùng giờ đồng nghiệp với Phấn. Rồi thỉnh thoảng đi làm tóc tài nhỉ. Ngon. Ngon, đỡ về YouTube. Bắt mỗi trận 200 nhưng tuần làm 5 trận là kiếm thêm. Bắt rồi. Tháng cũng có 4 triệu. Tốt. Ngon. Không đủ đánh tiền lô à? Không, tính cả lương giáo viên là được 4 triệu. Bắt đá bóng mỗi tuần được 2 triệu nữa là 6 triệu. Không, lương giáo viên thấp lắm, phải dạy những cái môn kia dạy thêm nhiều. Đúng rồi. Một 2 tiếng 30.000, 40.000 một người ơi. Thể dục mình thể dục mình vẫn là mở lớp dạy thêm được. Tôi không thấy ông nào dạy thêm gì thể dục kìa. Không, đúng thật, dạy tiếng Anh thì dạy toán, tiếp thì dạy thêm các bạn ạ. Trẻ con học cứ 2 tiếng là 3 tuổi nó sẽ nói tiếng Anh nó nằm tới này, nó bỏ tiếng Anh nó không cho thi ấy, rồi thi cấp 3 tự chọn rồi bỏ tiếng Anh luôn. 2 tiếng 30 các bạn ơi. Các bạn nói mà ngày lại bao nhiêu lớp. Đủ ngon rượu của ngọt nhé, ngon nhỉ, ngon thế. Ngon sở trường ngon. Đúng không, kia muốn thế mạnh rồi. Bác ơi, cái thế mạnh này cháu mà chơi từ đầu thì bác làm sao ăn được? Tốt. Cháu mới chơi được một lần nhưng mà lần mai khả năng lại nhảy xa rồi. Tốt. À, mai này nhảy xa. Nhảy xa phải đợi chân cháu khỏi, nhảy xa chắc phải một tuần ấy. Con bị chó cắn đấy mà không biết đường, cắn lại chó đi. Sủa lại ngay, cắn lại. Có quá. Chứ chó nó kia nó bị thương nặng hơn cháu. Cháu này bị trong chó kia bị thương nặng hơn. Anh dùng những chiêu gì? Em ơi, dùng cắn giả đi. Trong khỏi rồi. Chân này là khỏi rồi, chân này nhưng mà cuối tuần vẫn chưa đá, phải cả tuần sau mới đá. Vâng. Anh thấp nhất phải nửa tháng nữa. Điên ở giữa tuần sau là đá được. Quạt luôn rồi, quạt. Tốt. Tốt. Tao bây giờ mày ăn hết được 3 người dưới đây, không ăn được tí nào mày mới giỏi. Đó, không ăn được. Tốt. Rồi mày ăn hết bún, hết cá, hết đấy đi. Mày ăn mày đẳng cấp nhất thế, mọi người nhất xứng đáng. Ừ, mười, nhất sau xứng đáng. 13 ngày, 12 tập. Đúng rồi. Nhất thế mới gọi là đẳng cấp. Ừ, bây giờ mà ăn vẫn để cho thằng Nhi, thằng Ba, thật. Thằng Bét vẫn còn thì... Thật. Mày không. Hiếu ơi, anh tính nếu nó không ăn hết ấy thì nó ba anh em mình ăn cứ bằng nhau hết, bằng nhau này, chia nhau chia nhau nhá. Nào ba người ăn một cấp độ thôi. Mày chết tôi mót hết. Mày chết rồi hết cả bún đi. Ôi, không ăn hết bún rồi này. Em ơi, phần ông nhì tí. Nó đã đập hết lần trứng kìa. Ăn đến đớp hết rồi. Bác ngoại ơi, có 4 quả trứng mà bác vẫn còn nghĩ bác tới lượt bác à? Vậy.
có bao nhiêu cái tôi vớt hết rồi nhá. Tốt em ơi, vớt nốt cái cua đi. Không vớt được. Vớt nước đi. Ngon. Nhưng thì ba anh em ta còn ăn chung với nhau. Em tưởng bác ăn chung này. Thoải mái, có ba người ăn chung cùng lúc nữa. Ông này món ông kia. Tốt. Tình cảm giạt rào. Nhất ăn một mình đổi thủ nhỉ. Anh có nhận không? Không. Nhất ăn một mình kiểu lùi thủi quen ăn cùng với nhỉ. Đây, tính ra đây em có kế hoạch rồi. Sao? Rồi, anh lên thì anh cứ để đây, ba anh em mình gấp vào bát ăn. Đi. Lúc nào ba anh em mình cùng ăn đây thì nó ngon. Thế ơi, lúc này có phúc cùng hưởng, lúc nào có bạn cùng hưởng nhé, lúc nào có bạn đừng có chạy mất nhé. Ăn vào mình không ngon. Vẫn ngon, tôi vẫn thấy ngon mà. Cuối cùng thì mình cũng được lên gì. À đâu, vừa tập vừa rồi mình cũng nhìn hai tập nhì liên tiếp. Sau ba lần không được nhì thì cuối cùng nên nhì hai lần. 1 2 3 6 mày ăn ngon nhất. Ngon thì ăn mình ngon đúng không? Tí nữa ba anh em mình đã ở đây mình gắp ăn mới ngon này. Ngon. Bún bao nhiêu không? Em lấy bún được. Tốt, em ăn hết bún. Mày ăn hết bún cũng được, bữa nay không bỏ gì. Không hết được. Ăn hết thì mới mạnh thật. Hôm giờ bảo đợt sau nếu em nhất em sẽ cho hết được vùi dập vào. Ăn hết nó không còn gì được. Mày ơi, có cơ hội vùi đi em. Có cơ hội vùi đi, bao giờ lại bị vùi đấy à? Vậy thì tập sau lại xuống chỗ tao đấy. Một bác, có một con người chính trực, có một bây giờ tuyệt hạng là sắp hết đường sống. Tốt. Tốt. Đây này không phải là tuyệt hạng, để cho em qua đây chơi, để cho mày cố gắng. Mời bác. Các bạn ơi, vậy là phòng đã ăn xong nhá. Quất này con này. Lấy quất đi bác ngon. Sao bọn để cho anh nhiều? Không. Không. Không, anh đây anh chỉ gắp thế này thôi, chơi ra đúng kịch bản đi, mất công nói em hiểu không? Đây anh chỉ gắp ra đây, anh không ấy đâu. Các bạn này một mình nên mẹo. Ừ. Nhớ rồi, nhớ để con đây. Nó tốt. Cái quất này thế là bây giờ nó hết rồi. Tập sau ăn nói cái gì? Nguyên, kinh nhất. À, hiểu. Có thêm nước, cua cua em lấy cho. Lấy đi. Được rồi. Tốt. Canh. Đấy. Các bạn ơi, cái ruồi, mấy con ruồi chết tiệt. Tí nữa thì nhất. Bốn số nữa là nhất rồi, phòng nhì. Rất kịch bản rồi. Bạn. Nhé, rồi các bạn thì tôi tao cả, nhất đi phục vụ nhé. Tốt. Rồi, các bạn mời các bạn nhé. Mời các bạn ăn đi. Bún này nó nhạt nhạt thế nào? Cua nó hay nhạt. Cua nó ăn nó thật thào mà. Cua này nó gạch gạch. Không phải, anh nhạt là nhạt, nó không có thịt ý, chứ không phải nhạt thật thào. Em mà cái ăn bún không ăn là cũng mua về nhà, ăn không ngon. Ăn là quá nó nóng, nó căng. Vừa bay như ong sợ. Vừa bay như ong là tốt. Một con chết rồi. À. Ngon không? Ăn đủ. Nắc đầu rồi. Nắc à? Ăn như vậy chứ. Nhiều lắm. Nhiều lắm. À. Gần nhất tôi chỉ ăn những thứ ngon nhất thôi. Còn phần bún với nước canh cua tôi nhờ lại cho ba người kia ăn nhé. Tôi là một người cao cả đó. Tôi không chấp vặt những cái series những cái tập trước thì tôi bị chèn ép, nhưng mà tập này tôi không chèn ép. Em cao cả, em phải bỏ trứng vịt lộn bỏ thịt lại. Cao cả là đỡ biết thịt với trứng vịt lộn đúng không? Người các bạn cười cho mày đó. Người ta có câu ăn trong lồi ngồi trong tướng. Mình ăn cái gì nhìn thấy người sau ăn thì mình phải dành lại mới ngon.
Mình giờ mình lại đâu khách với ngon thì... À quên đấy, thú mai thìa cho mọi người chen canh. Đâu biết này, bảo tôi cao cả. Các bạn cười cho bạn nhỉ, các bạn nhỉ. Không hiểu tôi phòng nghĩ gì. À, ví dụ bây giờ nếu một con một đĩa tôm to, một đĩa một con tôm to, một con tôm nhỏ thì mày ăn trước mày sẽ chọn con tôm nào? Tôm to ấy. Hả? À? Ai mà chẳng chọn tôm to á? Dâu quặp à? Thơm thế. Dâu quặp à? Con vừa thì... Nếu có trường hợp đấy xảy ra tôi không chọn con nào các bạn, vì tôi không ăn tôm. Qua dâu quặp à? À bác ngoài. Ừ. Con tôm to, con tôm bé. Đây em ơi, chúc em ngon miệng. Cái cua, gạch cua tôi cũng không ăn được gạch cơ. Mà gạch này làm, gạch này làm từ đậu à? Đậu gì? Cũng nó to cá và nó xay đấy. Cá con cua? Bỏ mỗi cái mai ra. Gạch này có ít gạch, nhiều nhà nó cho cái mảng gạch đây là nó cho thêm thịt xay vào. Các bạn nhá, các bạn nhá. Ngon. Rau cứ cẩn thận như thật. Em ơi, ngon gì? Được ớt này. Mà ăn hết thịt rồi còn ngon cái gì? Em ơi, sao bảo dạng là em béo rồi. Đấy đúng rồi, người ta nhưng người ta tâm lý người ta hiểu, người ta bảo ăn bún không đỡ béo còn như nào nữa. Không thì đỡ béo lại gần. Nhưng mà ăn bún không không ngon. Anh nhớ đến năm mấy nhỉ? 55 nhỉ? 54 55 nhỉ? Mạnh gần mà anh côn. Bác ngoặt là bao nhiêu? 40. Tốt. 39. Đã tan ra nên số thì. 41 mà. Đâu đang quay số 39. Chuẩn bị 30. Số 41 đang tìm số 40. Thế là 39. Quay được 39 số. Số mình cơ, phải quay lại còn 20 số đầu thôi. 20 số đầu nhanh nhỉ, được 20 giây. Ai mấy số đầu ai để nhanh. Xong thế. Em nấu. Số mấy số đầu em tìm đâu hết. Thôi cơ mà. Ăn nữa đi em. Bây giờ cái này là đổ cho chó. Còn hết đổ cho chó là ăn. Tốt, em ơi, đừng gấp giá em mà đã không có gì ăn, nếu gấp hết giá thì anh ăn cái gì? Rau sống này, rau sống kia toàn rau ăn được mà. Xà lách thì rau thơm rồi bị chuối. Diệp cá. Giờ này có người yêu phải ăn giá chứ hả? Yêu đâu em. Người yêu nó cho sờ không chân. Cưới đi kiếm con khác. Chốt một câu đi, chốt hạ đi em. Chốt hạ đi. Mang văn bản nhà. Em ơi, bây giờ em đi tán gái em mang sổ đỏ là 1, sổ nhà đất là 2, hai đấy. Mạnh thế, thế thì có nào đổ. Cả giấy tờ sở hữu xe nữa, sở hữu con quây đỏ ấy. Giờ đến tôi. Mang nhầm sổ khám bệnh đi thì. Em ơi, cho anh đi rau ấy. Có thẻ không? Có thẻ quyền lực không? Có thẻ đen không? Thẻ đen quyền lực. Ô, cái này có cả quả trứng à? Ô, con chọt à? Tốt. Bác bảo lại, sao cả trứng chim cút à? Ô, thế là chết rồi, quên đấy, tôi quên mất đấy. Tôi có sao tầng nào nó lại dùng cái đồ này. Đúng buôn mắt. Coi như vậy là đúng là trời thương, trời thương. Không phải trời thương mà bọn cháu biết rồi, bọn cháu sẽ bắt ăn cuối cùng, bác hiểu không? Tốt. Đó, như ví dụ vừa lấy ấy, là hai con tôm to, tôm nhỏ, bác chọn mọi người chọn con nào đây? Đấy, nếu mà bác liêm khiết chính trực thì bác bỏ quả trứng ra, bác không ăn. Bác hiểu không? Vâng. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà. Cái đấy không phải là mình là người cuối cùng rồi. Cái đấy không phải là liêm khiết hay không, mà đấy là ngu. Ngu thì mới không đớp. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Rồi đến lượt tôi. Chú ơi. Em vẫn còn phải ơi chứ em ơi. Em quá hạn đấy, phải đáo hạn rồi. Phải đáo hạn rồi em ơi. Thôi mà ai ơi. Cuối không để ý. Ui, có ai quả trứng à? Ui, quên mất đấy. Chưa, còn quả nào nữa không? Hết rồi, chắc một tô có hai quả thôi. Tốt. Em mình còn không để ý nhỉ? Thế là tôi ăn không biết. Người biết được hơn gì mà. Ngoan thế nhỉ? Rồi. Anh yêu là ăn giá vã rồi. Ăn trứng vào thì nó cảm giác nó khác hơn là không ăn trứng. Nó bị thanh. Ai cái cua ở cái ăn kiểu như là có vị nước ốc ấy. Sao đây muốn cua vị nước ốc? Thật. Cũng chả luôn nào là nước ốc. Thôi nhờ người ta ấy mà bún riêng cua người ta làm cả bún ốc mà ai thích ăn bún ốc người ta làm bún ốc. Ai được nó chan cả luôn mà. Giờ là nó chan cả hết tất cả. Thì cái thì nó để riêng thôi. Quá mà cua nó thả ngạch mà là sao? Nhỉ? Còn khoáng thì còn miếng thịt nữa. Còn rũ thế này. Rũ thì còn miếng thịt à? Không ăn. À không, không ăn cua. Rũ cua. Không ăn cua nhưng mà cứ đòi đi móc cua về nó cái cua. Không hiểu ông nghĩ gì.
Chắc bác Mai thích ăn. Em đừng quẹt xuống đất thế là cho bác Ngọt ăn sẽ hiểu. Người ta chưa chín thật. Ăn tấm à? Cứ giả vờ gom gom vào. Ừ. Có là quẹt đất hết. Cứ lấy ở trên quẹt đất rồi gom gom vào cho bác Ngọt ăn. Thấy sạn sạn à? Trông nhìn khoáng nước buồn cười. Tốt. Phải quá, phần hai quả trứng. Xuống thế thì bét được hai quả trứng như thế nào nữa? Tôi sẽ lưu danh Côn với cả Hiếu đã phần tôi hai quả trứng nhỏ nhé. Đúng kịch bản lúc nói tôm thoa tôm bé à, đúng kịch bản rồi. Tốt. Sao nếu mà nhất thì phải nhớ nhá. Tôi nhất không nhớ thì mất cái này cho cả đời. Đúng. Các bạn đúng kịch bản bảo tôm bé hay tôm to, nhưng mà đấy là hai của em mình suốt đấy. Anh nhớ không biết đấy. Biết thì còn cái lịt con, em biết thì còn cái lịt. Anh biết mà anh không ăn. Đã xong. Được các bạn ơi, thì clip này tôi đã giữ lại 1 triệu nhá. Thì nếu các bạn thấy clip của tôi hay, các bạn hãy like và chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh tôi nhá. Còn bạn muốn tôi làm gì các bạn bình luận bên dưới. Một nữa xin chào và... close.